Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với các thông tin thể thao cùng biên tập viên Hoàng Cường. Anh Hoàng Cường này có vẻ như là AFF Cup làm cho người hâm mộ trong nước của chúng ta sao nhãng với các câu chuyện thể thao thế giới đúng không ạ? Vâng, tôi nghĩ là không hẳn là như vậy. Nhưng mà rõ ràng là thời tiết của thủ đô cũng khiến cho quý vị và các bạn muốn chui vào chăn nhiều hơn là theo dõi những cái trận đấu diễn ra vào lúc khoảng 2-3 giờ sáng, thời điểm lạnh nhất. Như vậy là chúng ta đã bỏ lỡ một phần hết sức là bất ngờ của loạt trận đêm qua với những thất bại của các đại gia. Câu lạc bộ Man City là đội bóng lớn duy nhất có được 3 điểm ở lượt trận đấu này. Các nhà đương kim vô địch nước Anh đã vượt qua Hoffenheim với tỷ số 2-1. Trong khi đó thì Manchester United lại để thua với tỷ số tương tự trong chuyến làm khách trước Valencia. Bất ngờ cũng đã xảy ra khi cả Juventus và AS Roma đều thua trước những đội bóng yếu là Young Boys và Victoria Plzen. Bất ngờ nhất là Real Madrid khi thầy trò huấn luyện viên Solari đã để thua CSKA Moscow ngay trên sân nhà với tỷ số 0-3. Olympic Lyon cũng đã giành tấm vé cuối cùng để tham dự vòng 1/8 sau trận hòa 1-1 trên sân của Shakhtar Donetsk. Như vậy, nước Anh đã có năm thứ hai liên tiếp có 4 đại diện đều giành quyền đi tiếp. Đó là Man City, Liverpool, Manchester United và Tottenham Hotspur. Tây Ban Nha và Đức đều có được 3 đại diện đi tiếp. Italia chỉ còn 2 đại diện là Juventus và AS Roma. Lễ bốc thăm vòng 1/8 sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 12 và vòng 1/8 sẽ diễn ra vào tháng 2 năm sau. Vâng, Champions League bây giờ dù hay đến mấy cũng không thể hút sự quan tâm bằng đội tuyển Việt Nam khi chúng ta đang ở rất gần với chức vô địch. Tối muộn ngày hôm qua, bất chấp thời tiết mưa lạnh, nhưng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã trở về nước trong vòng tay của chào đón của rất đông người hâm mộ. Khoảng 40 phút sau khi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, các tuyển thủ mới bước ra sảnh và nhanh chóng lên xe của VFF đã bố trí sẵn. Chuyến bay thẳng rõ ràng giúp các thành viên của đội tuyển Việt Nam không mất quá nhiều sức lực để hôm sau bước vào tập luyện. Nỗi lo lớn nhất lúc này là sự thay đổi về thời tiết, khi mà nhiệt độ ở Hà Nội hiện rất thấp, chỉ khoảng 11-12 độ C, khác hẳn với thời tiết nóng bức trên 30 độ C ở Kuala Lumpur. Nhưng đây cũng sẽ là khó khăn chung của cả hai đội tuyển. Đội tuyển Việt Nam sẽ có 3 ngày để chuẩn bị cho trận chung kết lượt về. Đây sẽ là quãng thời gian quan trọng để huấn luyện viên Park Hang-seo tính toán về mặt nhân sự và chiến thuật đối phó với đối thủ. Lúc 16 giờ hôm nay, đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ của VFF. Trong khi đó, theo kế hoạch, trưa nay đội tuyển Malaysia cũng sẽ tới Hà Nội để chuẩn bị cho trận chung kết lượt về diễn ra vào lúc 19:30 ngày 15 tháng 12 trên sân vận động Mỹ Đình.